Tôi là Công, một nhiếp ảnh gia. Tôi có các cô người mẫu rất xinh đẹp và hấp dẫn. Những kẻ ganh tị thì nói tôi có tật mê gái. Nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Còn bạn, bạn thì sao? Tốp, tốp, tốp! Bà Léo! Dạ! Anh kêu em. Bà coi nè, bà biết tôi đang quảng cáo sản phẩm gì không? Biết chứ, thuốc đỡ ngực. Bà coi coi có đúng yêu cầu của tôi không? Mình photoshop được mà. Khách người ta không có chịu photoshop. Người ta muốn hàng thiệt, hàng thiệt. Bà làm như chết tôi rồi. Nhưng mà thôi, anh yên tâm đi. Em còn đứa mẫu nước 2 nữa mà, anh lo gì. Vậy kêu đi. Dạ. Bánh bèo, ra biểu coi. Anh chỉ bị choáng váng chút xíu thôi. Ace, Ace. Anh Công, mẫu anh diễn tông lạnh không à? Em không cho nó cười là được rồi. Ờ, thôi được rồi, làm gì làm đi. Bà đi chọn rồi đó. Trời ơi, xích ra coi. Ủa gì vậy? Nói. Ai làm bể vậy? Trời ơi, cái gì hay quá vậy? Anh ơi, anh cho hỏi cái em. Trời ơi, nãy đứng bên đó anh có thấy ai mà đội bể đồ tôi không? Không, tôi không thấy. Ủa, đứng bên đó không lẽ không thấy? Nãy giờ tôi lo làm việc của tôi, đâu để ý đâu. Thôi tạm biệt. Anh ơi, em nghĩ là mấy đứa nhỏ nó quậy thôi à. Thôi đi anh, mấy cái này rẻ tiền mà, mình bỏ cũng được, có gì đâu, bình thường. Chế nói hay quá ha, đồ mất tiền của người ta, đồ có chế chứ đọc thử coi. Ôi con này, hôm nay mày dám trả tiền với tao hả mày? Thôi đi hai ba hai má ơi, đừng có cãi nhau nữa, đèn già hết rồi nè, thì vô vô đi, vô đi. Thôi đi vô, thôi vô. Tốn tiền của kem nữa rồi. Trời ơi, mệt quá đi hả? Mệt quá. Thôi, bây giờ nghe nè. Bữa nay mình gặp nhiều chuyện quá rồi. Thôi, mình để mai mốt rồi mình chụp tiếp nha. Giải tán. Đừng kêu sớm dưỡng da. Con này tối là dưỡng da. Để tao. Thôi đi về đi mấy má. Về tối còn đi chơi với trai nữa. Anh có mệt không? Hồi nãy anh không có quan tâm chăm sóc cho em. Đừng giận anh nha. Em biết rồi mà. Em là tình yêu của anh. Anh Công. Trời ơi, sao bà ám tôi hoài vậy trời. Cái gì? Nón bảo hiểm của tụi em bị ai lấy mất tiêu rồi kìa. Cái gì? Nón bảo hiểm của tụi em bị ai lấy mất tiêu rồi. Trời ơi, chết tôi rồi, trời ơi. Chắc tôi chết quá à. Trời ơi, nóng kìa, quá. Kìa, anh coi kìa, cái nón bảo hiểm của tụi em bị lấy mất tiêu rồi kìa. Trời ơi, nóng quá. Bây giờ anh tính sao? Trời ơi. Thôi, mấy đứa đừng có than nữa.
ở đây đi, để anh ra mua mấy cái nón bảo hiểm. Nón bảo hiểm trời, khổ ghê vậy đó. Chết. Linh, Linh, thôi mà, đây là công việc của anh. Anh là nhiếp ảnh mà. Cái chuyện mà anh chụp ảnh cho mấy cô á là bình thường thôi. Nhưng mà tụi nó cũng cà cà anh rồi, anh cũng dày dày của tụi nó là sao? Thì mình phải tạo không khí vui vẻ cho người ta cảm hứng chụp hình chứ. Vậy thôi anh ở đó tạo không khí vui vẻ đi ha. Gì vậy? Con chuột. Anh ơi, ai vậy anh? Ai vậy? Anh ơi, vậy là sao? Người ta phá mình đó anh. Mày là ai? Tại sao lại theo dõi tao suốt mấy ngày nay hả? Hả? Anh Công, sao anh đánh bạn trai của em? Ủa, có án mạng, án mạng. Nó là bạn trai em hả? Tại sao nó lại theo dõi anh, phá anh suốt mấy ngày nay? Anh, tại sao lại theo dõi anh Công? Anh có theo dõi đâu. Tại em, suốt ngày em cứ mặc đồ bikini, em chụp hình sexy. Anh sợ mất em. Trời ơi, anh cũng được hả? Trời ơi, xói ca của lòng em. Ôi, xin lỗi. Mình đi anh. Thôi, hết pin. Thôi, chạy tan đi mấy má, chỉ có xíu hà, đi vô.
Không ăn được cái mặt tao đi. Thằng hèn. Em hả? Ờ anh đây nè. Anh ăn gì chưa em mua? Thôi em qua đây đi. Rồi anh chở đi ăn luôn. Dạ em qua liền. Xe ôm. Tới số 21 đường Thành Thái. Alo, em tới chưa, sao lâu quá vậy? Nếu mày muốn nó còn đi ăn cá với mày, tới sự cổ mà mày hay chụp hình mẫu gặp nó. Nên nhớ, nếu có ai đi theo thì đừng trách tao độc ác. Linh, Linh. Em có sao không? Mày là ai? Tại sao lại hại tao? Mày là ai? Còn nhớ tên tôi sao? Hả? Tôi tưởng đâu anh quên tôi luôn rồi chứ. Ủa vậy là tôi đã sai rồi. Vậy là tôi đã đoán sai rồi à? Vậy là tôi đã sai rồi sao? Hơn một năm trước, Khanh vốn là một người mẫu của tôi. Khi nghe được sự thật như thế, Khanh sẽ trở nên tuyệt vọng. Lúc đó, cô ấy thật sự nổi điên.
tôi không ngờ là trong lúc xô xát, chính tôi đã làm cho cô ấy mất đi đứa con của mình. Giờ thì anh đã nhớ, anh làm gì với tôi rồi chứ? Nhưng chuyện không có gì, sao em lại gây ra những điều này? Không có gì hả? Đối với anh thì là chuyện không có gì, nhưng với tôi thì khác. Anh đã gây ra cho tôi đau đớn như thế này, tôi không bao giờ quên đâu. Nhưng em cũng biết lúc đó là anh đang quen Linh. Chuyện của em á, giống như là chuyện trai gái qua đường thôi mà. Tụi đàn ông các anh đúng là một lũ khốn nạn. Anh quen tôi đã đời rồi, sau khi chia tay anh lại nói không có chuyện gì hả? Anh ngụy biện đủ đi. Anh sẵn sàng chết vì cô ta sao? Anh thành thật xin lỗi. Thành thật xin lỗi đã gây ra tổn thương cho em. Nhưng ai gây ra thì người đó phải trả. Ugh!